Xin chào anh em, mình là Gầy. Hiện tại thì chắc là thông tin về Oppo Find X thì không có gì quá mới mẻ với anh em cả. Tuy nhiên trong video này, chắc anh em đoán được là mình có chiếc Find X ở đây rồi. Thì mình muốn chia sẻ một số cái cảm nhận của mình về cái quá trình mà mình trải nghiệm sử dụng qua về chiếc Find X mà mình thấy anh em nên cần phải lưu ý. Cái đầu tiên mà chúng ta quan tâm về cái sản phẩm này chắc chắn là về cái cụm camera, cái cụm mà tụt lên tụt xuống cũng đồng thời sẽ là cụm camera và nhận diện khuôn mặt các thứ luôn. Thì cái cụm này thì ngay từ cái video lần trước đã có nói, mình đã rất là nghi ngại về cái việc là khi mà camera tụt ra tụt vào nhiều như thế này thì liệu nó có thể tránh được cái việc là lọt nước, lọt bụi ẩm các thứ khi mà cứ tụt ra tụt vào, nó có thể đảm bảo được cái khe của cái cụm module này nó ổn hay không. Thì đây, mình vừa mới cầm và mình đã thấy ngay là khi mà camera này nó tụt lên, cả nguyên cái phần ở trên bám cực kỳ nhiều bụi. Và nếu mà các bạn là những cái người mà kiểu thích nghịch tụt ra tụt vào liên tục như mình, tuốt ra tuốt vào, mình nghĩ là các bạn sẽ nghe thấy cái tiếng mà kiểu như là cái tiếng cát hay tiếng bụi nó hơi rạo nho nhỏ khi mà cái phần module này nó tụt ra tụt vào, mà nó phải cọ với cái phần bên trong của máy. Nói chung là nghe khá là sót. Và thật sự là mình hơi nghi ngại về cái vấn đề là liệu lâu dài nó có gây ảnh hưởng gì không. Đấy chỉ là cái phần mà mình cảm thấy nó mình hơi nghi ngại thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là chúng ta vẫn có thể chấp nhận được, bởi vì thông thường khi mà sử dụng một cái sản phẩm như thế này thì mình nghĩ các bạn chắc là sẽ đeo ốp các thứ rồi nâng niu các thứ cẩn thận thì cũng không lo lắm. Ở cái phần thiết kế của Oppo Find X thì nó có một cái điểm nhấn khá là hay. Đó là cái cạnh trên và dưới thì nó không cong như là hai cạnh bên của máy, mà nó hơi lõm xuống một tí, tạo một cái đường rãnh khá là hay. Và đặc biệt là với cái đường rãnh như vậy thì ở cạnh dưới, khay sim của máy sẽ là khay sim hai mặt. Các bạn cắm rút ra, khay sim chỉ ngắn một mẩu thôi, nhưng mà sẽ có hai mặt để các bạn lắp sim mặt trước và mặt sau, cũng rất là tiện lợi. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề mà mình cần phải chia sẻ. Đó là bên cạnh cái việc mà Find X sở hữu một cái thiết kế rất là đẹp, thật sự luôn, quá đẹp. Khi mà các bạn cầm máy như thế này, các bạn có thể thấy ngay cái viền ở hai bên của máy nó ánh hồng lên, ánh hồng, ánh tím lên cực kỳ đẹp. Nghiêng lên, nghiêng xuống, cảm giác cái tia tím nó chạy lên, chạy xuống rất rất là đẹp. Mà cái máy thì nhìn vô cùng liền mạch luôn. Tuy nhiên có một điều là mình cảm thấy hơi lạ, đó là khi mà mình đặt mặt trước như này, các bạn nhìn nhá, thì đại khái là bọn mình cảm thấy nó khá là giống cái sản phẩm của Samsung. Cái này thì mình không phải nói nó xấu, nhưng mà mình thấy nó thú vị thôi, chứ không phải là mình nói nó xấu. Thì cái thiết kế này nó có một vấn đề, đó là mình cảm thấy rằng là Oppo Find X hơi bị tụ nhiệt. Thì khi mà mình mới cầm một sản phẩm mới về thì luôn luôn bên cạnh cái việc là trải nghiệm về user interface, hay là nói chung là cái tương tác người dùng, rồi thì cái trải nghiệm trên tay, thì mình cũng test luôn cả điểm AnTuTu, điểm benchmark các thứ. Thì khi mà mình test xong AnTuTu, mình test đến benchmark thì mình nhận thấy là vấn đề là máy rất rất nóng. Mình phải dùng từ rất rất chứ không phải là rất nóng. Đặc biệt là ở cái phần phím nguồn ở ngón tay cái bên bàn tay phải của mình. Nói chung phần mềm benchmark là một cái phần mềm mà vắt kiệt công suất của máy. Thì lúc đó nhiệt độ lên tới khoảng 54 độ. 54 độ là một con số rất khủng khiếp đối với một chiếc điện thoại. Đấy là mặt trước 54 độ. Mặt sau thì nhiệt độ lên tới khoảng độ 48-49 độ. Cũng là một nhiệt độ quá nóng. Và cũng tại ngay gần cái phía gần nút nguồn ở đây. Và mình đã có sử dụng chiếc Mi Mix 2S, mình cũng đo nhiệt độ như vậy. Và mình đo vào những cái điểm nóng nhất của máy, thì chiếc Mi Mix 2S với cùng một cấu hình là chip Snapdragon 845 thì nhiệt độ mát hơn rất nhiều luôn. Thậm chí là mình khá là bất ngờ, chiếc Mi Mix 2S khi mà mình cầm trên tay mình đã thấy nó mát hơn nhiều rồi. Và lúc đo ra thì hiển nhiên chiếc Mi Mix 2S nhiệt độ chỉ khoảng 40 độ, tức là mát hơn chiếc Oppo Find X đến khoảng 14 độ. Ok, mình có thể chấp nhận cái việc là benchmark nó sẽ đẩy hiệu năng lên mức tối đa thì nó mới nóng như vậy. Còn trong quá trình sử dụng bình thường thì có thể sẽ không nóng đến mức như thế. Thế nhưng đây cũng sẽ vẫn là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm. Bởi vì đối với một chiếc điện thoại cấu hình mạnh thì chúng ta chắc chắn sẽ chơi game, và những cái tựa game PUBG các thứ thì nó cũng tương đối là vắt kiệt phần cứng. Và lúc đó thì cái nhiệt độ tỏa ra mình nghĩ cũng sẽ là một cái điều mà các bạn cần phải lưu tâm. Đó là những cái vấn đề về thiết kế. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi thêm một chút về những cái mà Oppo đem cho chúng ta
đến cái trải nghiệm người dùng và về vấn đề giao diện. Trước hết là về cái trải nghiệm mà khi mà sử dụng phần mềm của chiếc Fire X thì mình thấy rằng là mình khá hài lòng với cái tốc độ nhận diện khuôn mặt của máy. Tức là chúng ta chỉ mất một chút thời gian để cái cụm module này đẩy lên thôi. Và khi cụm module đẩy lên này thì gần như là mình có thể nhận diện khuôn mặt được ngay. Rất là hữu ích, rất là nhanh nhạy và gần như là không bao giờ có tình trạng lỗi. Mình khá là ưng cái tốc độ nhận diện khuôn mặt của chiếc điện thoại này. À, một cái điều mà mình muốn chia sẻ thêm về cái phần trải nghiệm người dùng đó chính là về phần camera. Các bạn vuốt trái vuốt phải để chuyển đổi giữa các cái chế độ như chuyển động chậm, video, ảnh này, hướng dọc này, nhãn dán. Hơi tối ý một tí, đặc biệt là cái phần hướng dọc. Thì cái phần hướng dọc này thực tế là nó sẽ thay đổi ánh sáng tự nhiên hay phim ảnh giống như là cái portrait lighting của iPhone X. Nhưng mà cái cách mà Oppo phiên dịch cho chúng ta thì có vẻ nó hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà cái mà mình muốn nói ở đây đó là cái cảm giác khi mà mình sử dụng cái camera này thì mình không ưng cái tốc độ chuyển đổi chế độ. Hơi bị chậm hơn một chút, nó không nhiều, nó chỉ hơi một chút thôi. Nhưng mà mình cái cảm giác nó khá là rõ ràng. Cho nên là mình vẫn chưa thể nào mà chấm điểm 10 trên 10 cho cái trải nghiệm khi mà mình sử dụng một cái thiết bị hàng đầu như vậy. Đó tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về trải nghiệm người dùng ban đầu, những cái trải nghiệm rất là nhanh về chiếc Oppo Find X, và mình sẽ còn trải nghiệm sâu hơn nữa và hy vọng là sẽ có một bài đánh giá chi tiết về chiếc điện thoại này. Mình sẽ làm thêm một video so sánh tốc độ nhận diện khuôn mặt nữa và hy vọng là các bạn đón xem. Video đến đây hết rồi. Nếu anh em cảm thấy video hữu ích, hãy bấm like cũng như là bấm chuông để chờ đón các video tiếp theo đến từ Review Dạo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video lần sau. Bye bye. Thì hiển nhiên là chắc anh em đoán được là mình đã có trên tay chiếc iPhone